còn có mười mấy ngày nữa là Tết rồi. Mà bây giờ làm đủ mọi cách của bé mẹ, bé mẹ cũng không trả tiền nợ cho con. Em nói thiệt, tại em ngu, em cho mẹ chị mượn. Giờ ai mà nợ tiền em trả giùm em đây. Em không biết làm gì để bây giờ mẹ chị bị trả tiền em luôn ngoài đất. Giờ ngồi nhắn nỉ mẹ chị đôi lời nhắn nhủ, em cho mấy anh chị mượn tiền chứ không phải em làm công quả. Em cho mượn, em cũng mượn không, em lấy tiền vốn chứ em đâu lấy tiền lời. Lúc mấy anh chị mượn đó, mấy anh chị than thở, đợi mấy anh chị tới tháng mấy anh chị lãnh lương. Mấy anh chị mà lãnh lương ra chắc em mãn kinh luôn rồi. Mượn gì mà mượn chay, mượn thì đều muốn đầu thai cũng chưa trả. Người ta nói chết là hết, mà mấy anh nợ dai quá. Mà mấy anh chị thấy đó, Tết tới rồi, em vẫn mặc một bộ đồ cũ, không có tiền mua đồ mới. Trong khi đó, mấy anh chị mua đồ mới chụp hình check in hoài, đi ăn uống sang trọng chỗ này chỗ kia, mà tiền em không trả. Em đòi hỏi tới mấy anh chị nói đồ của người ta mượn chụp sống ảo cho vui. Em biết có mấy anh chị mượn, cái ngu anh chị biết mà. Mấy anh chị ăn uống sang trọng, em nói mấy anh chị thì mấy anh chị nói chị, anh chị được mời. Anh chị không có tiền đâu người, mặt chó nào mời mấy anh chị. Tiền em mấy anh chị không trả, ông nội không dám mời mấy anh chị đi ăn, mặt chó ai dám mời mấy anh chị. Mượn tiền người ta thì nói ngon nói ngọt, mai trả mốt trả tháng trả. Mượn tiền mượn hoài mà không biết ngày trả cho người ta. Mượn gì mượn dai, làm như nhà chứ không có cuốn lịch. Xài điện thoại quên chỉnh ngày, không biết ngày dài tháng chăng. Nghe cái bài mỗi ngày mỗi khi thấy sưng, lòng em mang nát buồn. Em nói thiệt, em buồn á, không phải là em mất tiền đâu, mà em buồn vì tình cảm em đặt cho bên chị mượn nhiều quá. Em cho mấy chị mượn, nó phải cho mượn tiền. Đó là niềm tin của em. Nếu mà mấy chị nghĩ tụi mình mà còn làm bạn bè, còn chút ấn tượng gì nhau, trả tiền em đi.